Dạ, con Bạch Sư ạ, con xin đặt câu hỏi từ một thiền tinh có mặt trong hội chúng ạ. Dạ, con kính Bạch Sư, xin sư cho con hỏi, một vị không tin có đời trước, đời sau và không tin có các vị khuất mắt, nhưng vị ấy tin vào nhân quả đời này, vị ấy thực hành bát chánh đạo, vậy vị ấy có đạt được chánh trí và giải thoát tận diệt khổ đau không ạ? Không tin đời trước, không tin đời sau, không tin có các cái vị hóa sinh, tức là không tin có cõi thiên giới đoạn xứ, mà lại tin là có nhân quả trong đời này. Tức là nhân quả nó chỉ trổ trong đời này, nếu làm việc tốt thì gặp điều tốt, làm việc xấu gặp điều xấu. Thì như vậy thì cái sự tu tập đấy nó chỉ có được một cái kết quả rất là thấp. Như là nếu như mà mình tin như vậy thì cũng có thể có được một chút, tức là tu tập nó cũng có được một chút an tâm, nó cũng có thể phát triển được những cái thiện tâm, mà một cái thiện tâm nhưng mà nó còn rất là hời hợt, còn rất là yếu ớt thôi. Nhưng mà để mà tu tập mà chứng đắc được các cái pháp thượng nhân, như chứng được thiền thông đạo quả thì rất khó. Với vì cái niềm tin như vậy là cái niềm tin nó còn quá là yếu, niềm tin như vậy nó còn quá là hời hợt và còn quá là do dự. Trong cái lúc mình thực hành, tâm nó không đạt được cái quyết đoán cao, nên nó không thể giữ được cái chánh niệm mạnh, và để mà chứng được những cái pháp thiền định cao thì rất là khó. Nên là như thời trước thì Đức Phật, khi mà Đức Phật đi thuyết giảng Phật Pháp, đến một cái nơi nào đấy mà gặp những cái đối tượng, những người nghe Pháp nào, người ta chưa có cái đức tin như vậy, thì Đức đầu tiên là Đức Phật sẽ giảng dạy về những cái pháp bố thí giữ giới trước, dạy về những cái pháp, những cái lợi ích của việc bố thí sẽ mang đến những cái quả báo giàu sang, hạnh phúc, lợi ích của cái việc giữ giới, bỏ việc ác, làm việc lành, và những cái hạnh phúc ở cõi thiên giới. Đức Phật sẽ nói về những cái cõi thiên giới sẽ có những cái sự hạnh phúc an lạc, thì đồng nghĩa rằng là Đức Phật cũng sẽ dạy về những cái đọa xứ sẽ có những cái sự khổ đau. Và khi cái người đó có được một cái niềm tin rồi, cái tâm đã trở nên nhu nhuyễn thuyền thục, tức là phải phát triển được cái niềm tin về nhân quả nghiệp báo ở quá khứ, hiện tại và tương lai, thì cái điều đó là phải, vì đó phải có cái niềm tin là có đời quá khứ, có cái đời hiện tại và có đời tương lai, có những cái cõi sống vô hình, đọa xứ như địa ngục, ngã quỷ, có những cái cõi thiên giới, phần là cõi chư thiên, phạm thiên. Như thế rồi, đầy đủ cái niềm tin như thế thì cái tâm đấy mới có được cái niềm tin mạnh mẽ, mới nhu nhuyễn, mới thuần thục. Thì khi biết chắc rằng vị đó đã phát khởi lên cái niềm tin như vậy rồi, Đức Phật mới tuyên thuyết các sự thật, nếu như người đó có đủ ba la mật để đắc đạo ngay trong hiện tại, thì Đức Phật mới tuyên thuyết, thuyết giảng các cái sự thật, nói về những cái pháp chân đế để cho vị đó có thể giác ngộ ngay trong khi nghe pháp. Còn với một người mà chưa có cái niềm tin và có cái nhân quả nghiệp báo có đời này đời sau, thì Đức Phật sẽ không thuyết giảng các cái sự thật, tức là không thuyết giảng các cái pháp chân đế, và điều đó cũng có nghĩa rằng là cái người đấy không thể chứng đắc được những pháp thượng nhân ở trong đời này. Người đấy có thể chỉ gieo được một chút cái tâm thiện nhỏ bé và tạo được một chút phước thiện nhỏ bé thôi, để cho vị đó có thể cố gắng làm sao để tránh không bị rơi vào những cái đọa xứ địa ngục ngạ quỷ súc sinh thôi, chứ không thể chứng đắc được những cái pháp như thiền thông đạo quả được. Vậy nên là muốn chứng đắc được những pháp thượng nhân thì phải có cái niềm tin cao hơn, tức là phải tin nó có những cái đời trước đời sau, phải tin là có thiên giới đọa xứ, rồi lấy đó làm động lực thì cái niềm tin nó mới mạnh mẽ, thì mới có thể thành tựu được những cái pháp thiền cao thượng được. Dạ, con kính Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ thiền sinh ạ. Dạ, con kính Bạch Sư, xin sư cho con hỏi, con muốn hỏi tại sao những ngày giới lại là những ngày mùng 8, 10 năm, 23 và ngày cuối tháng âm lịch mà không phải những ngày khác ạ? Và những ngày ấy có ý nghĩa gì ạ? Ngày mùng 1, ngày 15 âm lịch có ý nghĩa gì theo truyền thống Phật giáo Nam Tông không ạ? Xin tri ân sư ạ. Những cái ngày đấy có ý nghĩa chứ không phải là không có ý nghĩa. Có trong một bài kinh ấy, thì Đức Phật có nói rằng là vào những cái ngày đại giới, những ngày rằm và ngày 30, đó là những cái ngày mà các vị vua trời sẽ đi du hành ở trong dân gian, du hành ở trong dân gian rồi sau đó về hội họp ở trong thiện pháp đường.
ở cái nơi giảng đường của cõi trời Đao Nợi Tam Thập Tam Thiên, để các vị ấy biết rằng là cái cõi thiên giới sẽ hưng thịnh hay suy tàn còn tùy thuộc vào cái cõi nhân gian này, có hành trì, có tu tập, có giữ giới, có làm việc thiện hay không. Ví dụ như những cái ngày đấy các vị vua trời đi du hành trong dân gian mà thấy những người dân người ta còn biết thọ trì giới, còn biết tu tâm, còn làm việc phước thiện đấy, thì các vị ấy hội họp với nhau và tính toán rằng là cái cõi thiên giới còn hưng thịnh, tương lai sẽ còn có nhiều chư thiên được sinh sôi nảy nở ở trên đây. Còn nếu như mà vào cái thời điểm nào, thời đại nào đấy các vị vua trời du hành trong dân gian và những ngày đó mà thấy dân gian người ta không còn biết giữ giới nữa, không còn biết tu tập, không biết hướng thiện nữa, thì các vị ấy cũng biết là cõi thiên giới đang suy tàn dần dần, và cái cõi địa ngục Atuna sẽ tăng thịnh. Tức là căn cứ vào đó thì biết được là cõi Atuna sẽ thịnh nếu như những người người ta tăng trưởng cái tâm sân hận nhiều, hay là các cái cõi đọa xứ sẽ tăng thịnh và cõi thiên giới sẽ suy tàn. Nên tức là du hành trong nhân gian như vậy thì sẽ biết được, nhìn vào những cái hành động của người nhân gian thì biết là tương lai sẽ có người sinh thiên hay có người xuống đọa xứ. Còn những cái ngày mùng 8, 2, 3 là những cái ngày mà các vị thiên tử, tức là các cái vị con của các vị vua trời, những cái vị đệ tử thiên tử ấy, là những cái người sẽ đi du hành, sẽ thay những cái vị vua cha mình đi du hành ở trong dân gian để nắm bắt cái tình hình trong thế gian người ta có làm việc phước, có tu tập hay không, và các vị sẽ biết được trong tương lai cõi thiên giới sẽ còn có nhiều vị sinh về cõi thiên hay không. Thì đấy là các vị ở cõi chư thiên là sẽ nhận biết như vậy qua cái sự du hành trong dân gian như vậy. Cho nên Đức Phật mới khuyên là những cái ngày như thế thì nên tu tập, vì những cái ngày như thế tu tập thì chư thiên sẽ hoan hỷ, và cũng có vì những cái người đấy tu tập cũng sẽ được chư thiên hộ trì, thì có nhiều vị chư thiên người ta sẽ hộ trì cho những người tu tập, bởi vì những người tu tập là con cháu của chư thiên sau này, sẽ sinh về cái cõi thiên giới sau này, nên là người ta sẽ hộ trì cho, giống như là những cái bà mẹ bảo vệ cái bào thai của mình, thì những cái người tu tập ấy chính là cái thai của các cái vị chư thiên ở trong tương lai, người ta phải bảo vệ. Những cái người nào mà có cái sự thọ giới, có cái sự thực hành giới trong những cái ngày đó thì chư thiên người ta sẽ biết, các vị chư thiên ấy biết, người ta sẽ để tâm đến những người đấy, thỉnh thoảng người ta sẽ hướng tâm đến xem cái người này có bình an hay không, nếu mà có gặp những cái chướng nạn gì có thể sẽ được cái sự phụ giúp, có được cái sự cứu giúp, hay là có được cái sự hộ độ, hộ trì của các vị chư thiên. Điều đó là cũng có chứ không phải nó không, vì cái mục đích đấy, vì cái ý nghĩa như vậy, cho nên là những cái ngày 1 tháng 4 ngày trai giới, Đức Phật khi mà đứng trước các hàng đệ tử tại gia, Đức Phật luôn luôn khuyến khích và khích lệ các hàng Phật tử tại gia phải tu tập những ngày trai giới đó. Ngay cả hàng xuất gia thì những ngày đấy cũng là những cái ngày phải ôn lại giới luật, những cái ngày đó cũng là những cái ngày túc lại giới bổn Patimokkha, để cho cái vị đó cũng cái sự tu tập cũng cần phải có các cái vị chư thiên người ta hộ trì, thì cái sự tu tập đó nó sẽ thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn. Thì đấy là cái ý nghĩa mà những cái 1 tháng có 4 cái ngày trai giới đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Vũ Tuy Thanh ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư hoan hỷ cho con hỏi. Trong thánh đạo 8 ngành thì chánh nghiệp do chánh ngữ làm cho sanh khởi. Vậy phần này thì hiểu như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, rồi đến chánh nghiệp. Chánh ngữ ví dụ như là một cái người đó nói ra những cái lời nó đúng với sự thật, thì ngay cái lúc mà vị đó nói ra những cái lời nó đúng với sự thật đó thì cái đó là cũng đã là chánh nghiệp rồi, cũng là nó vừa là chánh ngữ, nhưng mà nghiệp ở đây nó thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà. Thì khi mà khởi lên một cái ý định muốn nói thì cái người đấy phải khởi lên một cái ý định chân chánh, thì ngay lúc đấy là trong cái ý của vị đó đã khởi lên một cái ý nghiệp chân chánh rồi, thì vị đó mới nói ra những cái lời chân chánh. Khi nói ra những cái lời chân chánh rồi, vị đó lại hành động theo những cái lời chân chánh đấy nữa, thì nó sẽ tạo ra được cả 3 nghiệp thanh tịnh. Vì một cái người mà nói ra một cái lời chánh ngữ
thì cái lời nói đâu nó để phát ra từ cái miệng đâu, mà nó phát ra từ trong tâm. Đấy, thì cái tâm nó phải hướng đến cái điều chân chánh trước, thì lúc đấy nó đã thành tựu ra được cái chánh nghiệp về ý rồi. Nên là một cái người ở đấy thì vì theo cái nội trình của bát chánh đạo là thế, chánh kiến thì mới có chánh tư duy. Vì có chánh tư duy tức là vị đó có suy nghĩ rồi, thì chánh tư duy thì mới có chánh ngữ, có suy nghĩ rồi mới nói. Thế có chánh ngữ thì sẽ có chánh nghiệp. Chánh nghiệp ở đây là cả ba nghiệp, chứ không phải là chỉ có một cái nghiệp ở khẩu đấy, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Chánh nghiệp thì sẽ có chánh mạng. Thì cái ý nghĩa là như vậy. Đạo thì có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Văn Trọng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi là trong Phật giáo Nguyên Thủy có nhắc đến Phật A Di Đà không ạ? Có ngày vía xuất gia của ngài không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Trong Phật giáo Nguyên Thủy thì không có Phật Di Đà, không nói đến Phật Di Đà. Trong Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ có nói đến 24 vị Phật ở trong quá khứ thôi. Còn có một vị tương lai sẽ thành Phật, đó là Phật Mét Tê Giá, thì bây giờ còn đang là Bồ Tát. Còn chỉ nói đến các vị Phật trong quá khứ có lật sử, có sự thật. Ở trong cái kiếp hiện tại này trước Đức Phật thì có Đức Phật Kassapa, Ca Diếp, Đức Phật Câu Na Hàm, Đức Phật Câu Niu Tôn, Đức Phật từ tức là nếu mà nói về từ thời Đức Phật đầu tiên là Đức Phật Dibhaṅkara, Tỳ Bà Thi để thọ ký cho Bồ Tát Sumedha thành Phật, đến giờ là có 24 vị Phật ra đời ấy. Thì trong Phật giáo Nguyên Thủy, trong những cái bài kinh Nikaya thì có nói đến lịch sử, có nói đến danh hiệu, có nói đến cái thời điểm, cái thời ra đời của các cái vị Phật đó. Thì có rất là nhiều, những có 24 vị Phật đó thì trong Phật giáo Nguyên Thủy có nói. Còn ngoài ra thì không nói đến những vị Phật khác. Và đặc biệt là Phật Di Đà thì không có một kinh nào nói đến. Trong năm bộ kinh Nikaya thì không có kinh Di Đà, cho nên là không có nói gì đến Đức Phật Di Đà, và cũng như các cái lịch sử, cái sự xuất gia, ngày lễ vía nhất đều không có. Thế là trong Phật giáo Nguyên Thủy nó không có, và kinh phát triển sau này mới có. Nhờ phát triển thì mới có không những Phật Di Đà, còn nhiều vị Phật khác, nói đến hàng vạn vị Phật. Phật Di Đà chỉ là một trong vô số những vị Phật của kinh phát triển, chứ không hề có ở kinh Nguyên Thủy gốc. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một Phật tử ạ. Dạ, con kính bạch sư. Dạ, thưa sư, vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất ạ. Nhưng giờ con trai con dâu tôi bỏ công việc để dành thời gian đi thiền và tu tập. Tôi thấy như vậy là không giống người bình thường ạ. Không làm việc cống hiến gì cho gia đình và xã hội. Tôi cho rằng các cháu đang bị mê lầm và đi sai đường ạ. Vậy tôi làm thế nào để khuyên con cái tôi trở lại đời sống bình thường, sinh con đẻ cái, phụng dưỡng cha mẹ, lao động cống hiến cho xã hội ạ? Thì đấy là với một cái người mà không có đức tin về cái sự tu tập, thì đúng là con cái đi tu sẽ là một cái sự phiền não rất là lớn đối với cha mẹ. Ví dụ như Đức Phật cũng vậy, khi Đức Phật đi xuất gia, vua Tịnh Phạn là cha của Đức Phật là cái người phản đối kịch liệt và tìm đủ mọi cách để ngăn cản, không cho vị Thái tử Tất Đạt Đa này xuất gia. Thì Thái tử Tất Đạt Đa đã phải trốn đi, là đã phải trốn đi, từ bỏ cả vợ, từ bỏ con, từ bỏ cha và từ bỏ luôn cả cái địa vị là cái cung vàng điện ngọc đấy. Cả cái địa vị làm vua, từ bỏ một cái trách nhiệm rất là lớn. Nếu như mà nhìn nhận từ một cái người thường ở thế gian thì đó là một cái điều tội lỗi, đó là một cái điều bất hiếu. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ, vì vị đó đáng lẽ phải ở nhà để thay vua cha trị vì thiên hạ cơ. Làm cả một cái vị vua của một cái quốc gia lớn như vậy, mà vì nó còn từ bỏ cái trách nhiệm đó để đi tu tập. Đấy, thì cái điều này mà so sánh với
Đức với lại bản thân của Đức Phật thì cái chuyện của gia đình nó còn nhỏ hơn rất nhiều. Thứ nhất là có thể là người con mình chưa có từ bỏ, hoặc mà mới chỉ là đi tu tập một thời gian ngắn rồi lại trở về. Tôi chứ còn cái trường hợp như Đức Phật thế bỏ hẳn gia đình đi xuất gia. Nhưng mà sau này khi mà tu thành chánh đạo rồi trở về thì chính Đức Phật lại là cái người hóa độ được cho cha mẹ tất cả những cái người thân của mình vào trong đạo quả Niết Bàn giải thoát, chấm dứt được cái luân hồi tái sinh khổ đau vô lượng kiếp. Như vậy nên là với một cái người mà có niềm tin ấy, có niềm tin vào nhân quả, tin rằng có kiếp này có kiếp sau, có cái sự khổ đau ở cái cõi đọa xứ, có cái sự an vui của các cái cõi thiên giới, hay có cái sự an vui của Niết Bàn chấm dứt khổ đau, thì cái người đấy sẽ hoan hỷ với cái đời sống tu tập của những cái người thân của mình, nhất là những cái người cha mẹ, là những cái người có đức tin. Thì khi mà con cái tu tập như thế thì vô cùng quý báu, vô cùng hoan hỷ, vô cùng là trân trọng. Cái điều đó còn quý báu hơn cả một cái người khác có thể mang cả núi vàng, núi bạc, núi châu báu đến mà cho mình, cũng không quý báu bằng trong nhà mình có một cái người con biết đạo, biết tu tâm. Tu tâm ở đây thì là cái người con đấy tu tâm là để đoạn trừ những cái tâm bất thiện, những cái tâm ác ý tham sân si, và tích lũy những cái công đức, những cái pháp ba la mật. Thì những cái công đức này nó mới đi theo mình mãi mãi, từ đời này đến đời khác, kiếp này đến kiếp sau. Còn những cái đời sống ở thế gian như là lấy vợ sinh con, tạo ra những cái tài sản khác, thì những cái đấy với một cái người bình thường thì cho là quan trọng. Nhưng với một cái người có cái niềm tin về nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sinh, hay là một cái người hiểu sâu về cái đạo lý, thì lại coi đó là cái đời sống phù du, vui ít khổ nhiều, hưởng thụ cái đời sống thế gian. Thì cuối cùng thì ai cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết, và những cái tài sản không thể nào mang đi được. Nhưng mà những cái công đức tu hành này thì có thể làm lợi lạc cho cả những cái thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cả những thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, và cả những cái bản thân cái người đó cũng đều được hưởng những cái pháp cao thượng thủ thắng, xứng đáng bậc thánh. Thì cái này nó còn tùy từng người, nhưng mà với một cái người nào đó mà mình có đi tu tập thì mình cần phải có được cái hài hòa. Ví dụ như trong luật của Đức Phật dạy rằng với một cái người con muốn đi tu tập phải được sự đồng ý của cha mẹ. Đấy là cái luật mà Đức Phật chế định. Với một cái người nào mà không được cái sự đồng ý của cha mẹ thì Đức Phật cũng không nhận cái người đó vào tu tập. Với cái người đó tu tập là phải có cái sự đồng tình của cha mẹ, và cái vị đó phải có cái sự khéo léo, có cái sự thay đổi, tức là phải làm tròn những cái bổn phận của mình. Mặc dù mình tu tập nhưng mà mình không có bỏ bê, không có làm mà không có bỏ bê những cái bổn phận trách nhiệm của mình, cũng như là vị đó phải có những cái cách làm tăng trưởng đức tin của những cái người chưa có niềm tin. Chứ mình không có làm mất cái niềm tin của những người chưa có niềm tin nữa. Vậy thì cái sự thực hành cái tu tập của mình làm sao phải khiến cho những người xung quanh hoan hỷ, đồng tình, ủng hộ, tăng trưởng được cái niềm tin của những người xung quanh bằng những cái sự thay đổi của cái tâm linh của mình. Đấy là vậy thì người nào mà mình tu tập mình phải có cái trách nhiệm như vậy. Mình không vì cái sự tu tập của mình mà khiến cho những người thân của mình quay sang phỉ báng chống đối, tạo những cái ác nghiệp và có khi sau này phải đọa vào các cái đọa xứ. Thì cũng vì vậy nên mà phải rất là biết cách quân bình, biết cách cân đối, biết cách cân nhắc và biết cách tu tập làm sao cho nó phù hợp và nó đem lại cái lợi ích cả về hiện tại này cho mình và cho người thân, và đem lại cái lợi ích đó cả về trong tương lai thì sẽ tốt đẹp hơn. Dạ, con thưa sư, có hai hành giả là Trần Duy Tiệp và Đỗ Thị Hậu ạ. Cả hai hành giả này đều xin sư cho phép trong dịp Tết này được tới chùa để được hành thiền ạ. Được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Ly ạ.
Dạ, con thưa sư, con ngồi thiền vào buổi sáng được 15 phút mà tới trưa thì lại hay nổi sân ạ. Xin sư từ bi hoan hỷ chỉ dạy giúp con ạ. Đó, đấy là do bị ức chế quá, do mình căng thẳng quá, do mệt mỏi quá. Mình phải để tâm nhẹ nhàng, thân tâm nó rất là tự nhiên, thoải mái, không bị ức chế, không gò ép, không căng thẳng. Thì cái ngồi nó sẽ tăng trưởng cái sự hoan hỷ, thì nó tăng trưởng cái kinh an, cái an lạc nên thì mới được. Mình gò ép ức chế quá nên nó mới như thế chứ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả sen trắng ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ. Một ngôi chùa mà nhiều người đến tu tập và luôn bị phi nhân quấy nhiễu là vì những lý do gì ạ? Con xin sư từ bi chỉ dạy ạ. Một ngôi chùa đấy có thể là sẽ có những cái vị phi nhân ở cái chỗ đấy, ví dụ như là có những người tu tập ở nơi đấy làm cho những cái vị phi nhân người ta rất là khó chịu. Như các vị tỳ kheo ở thời Đức Phật khi đến một cái khu rừng tu tập thì những vị phi nhân người ta thường sẽ sống ở trên cao, sống ở trên cây, nhưng mà khi mà có những người tu tập ở dưới thấp thì người ta rất là không dám lên trên cao, là người ta sợ bất kính với lại những cái người tu tập ở dưới, cho nên là họ tìm cách họ xua đuổi những cái người tu tập ở đấy đi, để cho người ta muốn sống được yên ổn. Thì Đức Phật dạy là ở chỗ nào như vậy thì vị đó cần đọc cái kinh giải tâm từ nhiều, và tụng kinh tâm từ hoặc là thực hành thiền tâm từ, có nghĩa là tụng đọc kinh tâm từ nhiều, đấy là cái pháp hóa giải tốt nhất với những cái phi nhân ở đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả đen trắng ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ, nếu một người cư sĩ tin giới của một vị tăng, nếu vị đó đã được vào dòng thánh mà người cư sĩ đó giữ giới chưa được trong sạch, vậy người cư sĩ đó có phạm lỗi đắc tội với vị sư mà mình đã tin giới không ạ? Không không có, mình chỉ phạm giới thì mình có lỗi do mình phạm giới thôi, còn mình xin giới với ai thì cũng thế, không quan trọng mà. Không phạm giới với cái vị mình xin giới, mà mình phạm giới vì mình thì mình cố tình phạm giới thì nó đứt giới, thì mình mới phạm lỗi, chứ không phạm lỗi với người xin giới nhé. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả sen trắng ạ. Con kính bạch sư ạ, nếu một người cư sĩ xin giới của một vị tăng mà vị đó không hề có giới đức như vậy, người cư sĩ có lợi lạc gì không ạ? Nếu như mà mình mà biết rõ ràng cái vị đó là người không có giới thì cái niềm tin của mình nó kém, nó làm cho cái sự thực hành giới của mình có thể nó cũng kém theo. Thì còn nếu như một cái người mà mình y vào giáo pháp, mình không y vào con người ấy, thì mình vẫn không sao. Ví dụ như là mình miễn đây là mình thọ thì cái lời pháp đấy từ cái pháp này là từ Đức Phật, chứ không phải là vì từ cái vị sư này. Vị sư này chỉ là một cái truyền thừa, giống như là một cái đài nó nói ra những cái pháp mà mình nghe mình vẫn hành trì theo được, thì có liên quan gì đến cái đài đâu. Còn cái pháp mà mình thọ trì là chỉ cái đài chỉ là phương tiện thôi, thì cái vị tỳ kheo cũng chỉ là cái người phương tiện nói nên những cái giới đấy thôi. Còn nếu như mà mình có cái niềm tin mạnh vào pháp, vào Phật thì vẫn tu được, không sao. Còn nếu như mà có những cái người vì mình quá là nặng về cái người truyền giới đấy, đấy là một cái gương để noi theo thì mới ảnh hưởng. Vậy thì mình phải xác định như thế, một là mình xin giới từ những cái vị thanh tịnh, còn nếu như không có vị thanh tịnh mà mình phải xin giới từ những cái vị mà không thanh tịnh thì mình cần phải suy xét như vậy, là mình thọ trì giới này là giới của Phật và mình vẫn thực hành được, chứ không phải là không được nhé. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Phương Thảo ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, con có ý định được xuất gia leo duyên ở chùa Phúc Minh. Chùa có cho phép không ạ? Nếu được xuất gia leo duyên tại chùa thì con nên chuẩn bị trước hành trang là những gì ạ? Cần phải đợi khi chùa tổ chức theo đợt hay con có thể đến xin phép và nếu được chấp thuận thì được làm luôn ạ. Con xin tri ân sư ạ. Xuất gia theo duyên thì chỉ có đợt thôi, lâu lâu mới tổ chức một đàn giới chung chung, chứ ở chùa không có xuất gia một cách thường xuyên. Và để mà xuất gia theo duyên được cũng cần phải có thời gian để học. Nếu như một người mà có được
ở một cái trình độ tốt rồi thì cái thời gian học mới ngắn, còn nếu không thì cũng phải một thời gian dài. Như là mình xuất gia là phải giữ được 10 giới thì mình cần phải hiểu 10 giới đó, phải thuộc lòng 10 giới đó bằng cả Pali và tiếng Việt, và phải hiểu các cái chi pháp, các ý nghĩa của các cái giới đó, cũng như là cái bổn phận trách nhiệm của một cái người để tu ấy, những cái uy nghi, những cái phép tắc của cái người tu tập ấy, những cái pháp của người xuất gia thay đổi nhiều lắm. Nên là cần phải có một cái thời gian để học rồi mới xuất gia được, chứ không phải là đến một cái mà mình chưa biết cái gì mà mình trở thành một cái người xuất gia ngay. Thì đôi khi cái hình tướng thì nó thay đổi, nó thành người xuất gia rồi, tức là cái biểu mẫu của Tam Bảo rồi mà mình lại phải sống nó không xứng đáng, thậm chí mình còn mang tội thêm. Vậy nên là mình cần phải có thời gian để tập sự và học hỏi sau rồi mới xuất gia được, chứ không phải là thích xuất gia là xuất gia được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Tường Hà. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ sư ạ. Con xin sư giải đáp giúp con những câu hỏi này. Dạ, con thưa sư, có phải tất cả những gì mình đang được thọ hưởng trong kiếp sống này như chỗ ở, đồ ăn, áo quần đều là quả báo của nghiệp mà mình đã gieo trong quá khứ phải không ạ? Trường hợp có vị chỉ thích ăn uống thanh đạm ở chỗ đơn sơ thì do nghiệp hoàn toàn hay do vị ấy thiểu lục chi túc ạ? Nó cái tất tất cả những cái nghiệp gì nó đều có hai nguyên nhân hết, không có một cái nghiệp gì mà chỉ có một nguyên nhân quá khứ cả, nó đều có nguyên nhân quá khứ và nguyên nhân hiện tại nữa thì mới nó mới cho ra cái quả được. Tất cả những cái ăn ở chứ thì những cái mình gặp được, những cái đó là do cái nhân quá khứ. Nếu mình cái nhân tốt thì nó sẽ khiến cho mình gặp những cái điều tốt, nhưng nó cũng còn là cái tâm tốt, tức là cái hành động tốt ở hiện tại nữa. Ở cái cõi người này, để cho một cái nghiệp thiện nó trổ quả, nó cần có cái nghiệp và thiện ở quá khứ, đồng thời cần có cái sự nỗ lực ở hiện tại. Ví dụ như cái người đấy trong quá khứ tạo cái phước bố thí nhiều, cho nên đời này vị đó sẽ có nhiều thức ăn chỗ ở, những cái tài sản sẽ có nhiều. Nhưng mà vị đó có thể là cái phước nó rất là mạnh, vì đó sinh ra đã là con nhà giàu có đầy đủ mọi thứ đấy rồi, thì cái trường hợp đấy là hoàn toàn là do phước quá khứ đã trổ một cách tự nhiên. Nhưng cũng có những người cái phước đó nó chưa được mạnh mẽ thì vị đó cần phải nỗ lực thêm. Ví dụ như là vị đó muốn có những cái thức ăn chỗ ở đấy, vị đó cần phải lao động, cần phải làm vất vả, tức là cần phải có sự cố gắng nỗ lực ở trong hiện tại này mới đạt được cái điều đó. Vậy thì cái quả nó trổ nó có thể là hoàn toàn do nhân quá khứ, nhưng cũng có thể nó chỉ là một phần nhân quá khứ và một phần hiện tại. Cũng có những cái quả nó trổ hoàn toàn do hiện tại nữa, có thể có những cái quả nó trổ là do vị đó làm quá nhiều cái việc phước lành ở hiện tại này, cho nên cái quả nó cho quả ngay tức thì. Có những cái quả báo nó cho ra ngay tức thì, nếu như cái nghiệp thiện nó quá mạnh, nó sẽ cho cái quả báo vị đó có được thức ăn chỗ ở tài sản ngay trong hiện tại cũng có. Vậy thì không hoàn toàn là thuần nhất là cái nghiệp ở quá khứ nhé. Có cả quá khứ cả hiện tại, và thậm chí có những cái quả là ngay trong hiện tại mình tạo ra nó cũng trổ quả báo tức thì nữa. Còn một cái ý gì nhỉ? Dạ, thưa sư thì trong câu hỏi vừa rồi thì vị ấy có hỏi là do nghiệp hoàn toàn hay là do vị ấy thiểu lục chi túc mà Chỉ túc à, có những cái vị mà thích sống cái đời sống đạm bạc, cái người mà thích sống cái đời sống đạm bạc, ví dụ như người đó có phước để có được rất nhiều tài sản, nhưng vị đó không thọ dụng, không thừa hưởng cái tài sản đó, thì có nhá, có thể đó là cái tâm buông xả do cái tâm thiểu dục của cái vị đó sống như vậy. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp là quả báo của những cái nghiệp bất thiện nó đi kèm với cái nghiệp thiện, như một cái người mà biết bố thí, nhưng mà bố thí rồi tâm của vị đó lại có cái sự nuối tiếc với cái vật mình đã bố thí, thì nó sẽ khuynh hướng là kiếp sau cái quả báo của bố thí đấy nó trổ là vị đó có nhiều tài sản, nhưng vị đó vẫn sống một cách khắc khổ, không thọ dụng, không thọ hưởng những cái tài sản đấy.
Đấy là có những trường hợp là có nhiều người, người ta có rất nhiều tài sản, rất là giàu có, nhưng mà người ta sống rất kham khổ. Người ta sẽ ở trong những cái ngôi nhà rất là đơn sơ, người ta sẽ mặc những cái áo rất là thô thiển, người ta ăn những cái thức ăn rất là khó ăn. Mà cái tài sản đấy người ta không dùng, người ta cứ để tích trữ ở đấy cho đến khi chết thì người khác sẽ dùng. Đấy là vì cái nghiệp của những người là bố thí nhiều, nhưng mà bố thí nó lại hay đi kèm với những cái tâm bất thiện nó khởi lên trong lúc bố thí đó, là vì đó lại khởi lên cái sự luyến tiếc sau khi đó bố thí, hoặc là khởi lên cái tâm sân hận, tức là có cái ô nhiễm nó đi kèm vào những cái thiện nghiệp đó. Thì này nó còn hai trường hợp, với cái người có tu tập buông xả cái đời sống hưởng thụ dục lạc để được sống đời sống đơn giản, thì đó là vì đó thiểu dục chi túc. Còn có những người mà người ta không hề biết tu tập gì cả mà người ta sống khắc khổ như vậy, thì đấy là cái quả báo nó như thế, nên nó trổ như vậy đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, con thưa sư, gần đây thường xuyên có những người xung quanh tặng con đồ đạc, tặng đồ cho con ạ. Lúc đầu con cũng hoan hỷ và không có ý gì. Nhưng sau vài lần liên tiếp, vài ngày như thế, con thấy con bắt đầu nổi tâm tham, mong cầu được nhận nữa. Con thấy xấu hổ và mệt mỏi với tâm phiền não đó, và tự nhiên con cũng sợ nợ ơn người khác. Nếu mình không tu tập chân chánh nên con đem trả lại cho người ta đồ nào mà con chưa dùng đến. Con xin hỏi là nếu có người quý mình muốn tặng đồ thì chỉ nên nhận đồ nào thật sự cần dùng đến thôi phải không ạ? Đúng rồi, mình chỉ nên nhận những cái gì mình cần dùng đến thôi, còn có những cái đồ mình nên từ chối. Nếu như mình biết rằng cái người nhận đó tặng với cái mục đích gì, có những cái người nhận nếu như mình biết rằng cái người đó vì cái tâm tham ái mà tặng, vì cái tình cảm thế gian mà tặng, thì phải từ chối, không được nhận những cái vật đó. Nhất là với những cái vị nữ, những cái vị, nhất là cả những người tu mà là một cái vị tỳ kheo ni chẳng hạn, một sư cô ấy, mà có nhan sắc xinh đẹp, thế là có nhiều cái chàng trai thương thầm nhớ trộm sẽ tặng những cái đồ đẹp chẳng hạn, thì tuyệt đối là vị đó mà biết rằng à cái người này vì cái ái luyến mình mà tặng cái vật này thì phải từ chối ngay và tránh xa, không được nhận, vì nhận rồi sẽ dễ bị lôi kéo ra ngoài thế gian. Thì có những cái sự như thế, còn mình cũng chỉ nhận những cái gì mình dùng, những cái gì không dùng thì phải từ chối, phải nói là không dùng đến những cái vật đó. Thì đừng có nhận quá nhiều, nhận quá nhiều đó cũng sẽ sinh ra tham ái, chấp thủ và sẽ bị ô nhiễm, cái tâm nó bị ô nhiễm, và nên là cần phải buông xả, sử dụng những cái gì rất cần thiết thì mới nhận thôi. Dạ, con thưa sư, nếu một vị thật sự đã đắc các pháp thượng nhân thì khi con đến hỏi vị ấy đã đắc thiền hay đạt các tầng tuệ gì hay chưa, vị ấy sẽ trả lời như thế nào ạ? Nếu nói chưa thì sẽ là nói dối, còn nếu thừa nhận thì phạm tội tăng thượng mạng phải không ạ? Cái luật của một cái vị tỳ kheo, nếu như vị đó là một vị tỳ kheo thì vị đó sẽ không bao giờ nói, vì cái giới của vị tỳ kheo là không được nói pháp thượng nhân cho một cái người chưa tu lên bậc trên, dù vị đó có hỏi cũng không được nói. Ví dụ như vị đó có chứng thiền hay đạo quả gì mà sa di hoặc cư sĩ nam nữ gì đến hỏi thì vị đó cũng không nói, đó sẽ tuyệt đối không có nói cái sự tu chứng của mình. Vì đó có nhiều cái cách để nói nản, nói tránh, và có thể là nói, cũng có thể vị đó sẽ nói là không, chưa chứng gì cả, vị đó có thể nói như vậy. Còn nếu như vị đó mà thừa nhận thì vị đó sẽ rơi vào hai tội, nếu như vị đó nói là có mà vị đó có thật thì cũng phạm giới, đã tuyên bố pháp thượng nhân với người chưa tu lên bậc trên thì cũng phạm vào cái tội cần phải sám hối. Còn nếu như vị đó lại là một cái người chưa chứng đắc cái pháp thượng nhân, mà vị đó lại vì cái danh vọng lợi dưỡng, vì cái sự cái danh mà vị đó tự nhận như vậy là vị đó đứt giới của tỳ kheo, mà vị đó sẽ phải hoàn tục vì cái lời nói đó đó. Thế nên là một cái người Phật tử tuyệt đối là một cái tốt nhất mà không nên hỏi về cái pháp đó thì tốt hơn. Cái pháp đó hỏi ra sẽ rất là dễ khiến cho một cái vị đó phạm vào một cái giới này hoặc giới khác. Thế nên là tốt nhất là chớ có hỏi, cái chuyện là đó rất là nhạy cảm.
Dạ, con thưa sư, giữa thiền chỉ quán và thần quán, mình cần bỏ ra khoảng bao nhiêu thời gian để tu tập mỗi trường phái trước khi mình biết biết mình hợp cái nào ạ? Dạ, có vị bảo là tu chỉ quán giống như bỏ công làm bè rồi mới qua sông, còn tu thần quán thì phải nỗ lực bơi qua sông. Con không biết vị ấy nói có đúng hơi hay không, có dựa trên kinh điển hay không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Cũng có thể cái lời nói đó cũng có thể đúng với một cái người tu chỉ quán, tức là sẽ phát triển cho nó thành tựu được cái thiền định rồi, sau đó nương vào cái thiền định đó để phát triển thiền quán. Và khi phát triển thiền quán nó rất là nhàn, khi mà đã có cái thiền định làm nền tảng rồi lúc đấy quán cái gì nó cũng dễ dàng, rõ ràng, an nhàn, đúng là như một cái người đang chèo thuyền để qua sông. Còn một cái người mà thuần quán, đúng là thời bây giờ mà đi thẳng vào thuần quán sẽ với một cái tâm chưa có định, hoặc là với cái tâm đấy có cái định rất là yếu thì rất là mệt. Nên là trong cái quá trình thực hành đó cái tâm nó rất là căng thẳng, nó rất là mệt mỏi đấy, thì cũng rất là vất vả gian nan, thì cũng giống như là một cái người đang bơi qua sông bằng chính cái cánh tay, không có cái phương tiện gì để nương vào, thì cái sự so sánh đó là có hợp lý. Còn để mà thử áp dụng trong thời gian bao lâu cái này không, nó không có phù hợp được, cái căn tánh của mỗi người mỗi khác nhau. Có những người thực hành thì trong một ngày người ta đã đắc định rồi, có những người phải cả một tuần, có người cả tháng cả năm, có người phải cả 10 năm 20 năm, có người cả đời, có người cả đời cũng không thành tựu. Đấy, thì với thiền định cũng thế, với thiền quán cũng vậy, có người một ngày người ta cũng thành tựu được thiền quán, nhưng có người cả năm 10 năm 20 năm rồi mới thành tựu, nhưng cũng có người cả đời không thành tựu. Thì cái này không có thể giới hạn thời gian được, mình đến thử bao lâu là tùy mình thôi. Thử thiền định một thời gian rồi mình cảm thấy nó không có tiến bộ gì, cảm thấy không còn hoan hỷ nữa, thì mình có thể chuyển sang thiền quán. Hay là thiền quán một thời gian dài mà mình cảm thấy không có tiến bộ, không hoan hỷ gì nữa, thì mình lại chuyển sang thiền định. Thì đấy là tùy duyên thôi, là tùy mình quyết định, chứ không có cái giới hạn thời gian nào quy định chung cả. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả gửi trên Zoom ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Như sư vừa giải thích là có 4 ngày bát quan trai giới, nhưng con vẫn nghe là có 8 ngày bát quan trai giới là ngày mùng 5, mùng 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30 ạ. Như thế này là đúng hay không ạ? Dạ, con xin tri ân sư ạ. Ngày bát quan trai giới thì đấy là có 4 cái ngày chính như vậy, nhưng mà một cái người có thể muốn thọ trì 8 ngày thì vị đó sẽ cộng với một cái ngày trước cái ngày đấy, ví dụ như là ngày mùng 7, mùng 8, ngày 14, 15, ngày 30, mùng 1, ngày 22, 23 thì nó thành 8 ngày. Hoặc là có những người sẽ thọ trì bằng cả 3, 4 là 12 ngày cũng được, thì một ngày trước và một ngày sau, ví dụ ngày 7, 8, 9, 14, 15, 16, 29, 30, mùng 1, rồi 22, 23, 24. Thì đấy là tùy theo, tức là cái sự thực hành cái pháp đó càng nhiều càng tốt, những cái thiện pháp đó làm càng nhiều càng tốt, thậm chí mình có thể giữ cả đời cũng được, cả tháng được, cả năm được, để thực hành được càng nhiều càng tốt, không có giới hạn. Còn đấy là ít nhất thì mình cũng thực hành được 4 ngày, còn nhiều hơn nữa thì bao nhiêu ngày cũng được. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hậu Đỗ đang theo dõi trên Facebook ạ. Là con thưa sư, con muốn tu tập tại gia theo pháp môn tịnh độ, vậy có cần học thêm thiền định không ạ? Cho con hỏi pháp môn tịnh độ có phải phù hợp nhất với cư sĩ tại gia không ạ? Có nên học pháp thiền thì có thực hành thiền nó mới nắng được cái tâm định thâm sâu vào. Và nếu như muốn thực hành những cái pháp về niệm Phật ấy, thì mình có thể thực hành pháp thiền niệm ân Đức Phật. Thực hành pháp thiền niệm ân Đức Phật này, học về chín ân Đức Phật. Sau đó thì nhắm mắt lại hình dung ra hình ảnh Đức Phật và niệm A-la-hán, A-la-hán. Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cúng dường A-la-hán. Thì niệm như thế mình sẽ thấy được là mình đạt được cái sự nhất tâm rất nhanh chóng trong một thời gian rất là ngắn. Thì đấy mới có cái sự áp dụng của cái pháp thiền vào mọi pháp môn tu, mình sẽ thấy nó có kết quả ngay tức thì. Còn nếu như mình chỉ cầu nguyện vì cái sự tha lực
của cái đấng nào đó đến cứu độ mình, thì rất là mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, rất lâu dài. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Diệu Pháp ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi vấn đề ăn chay trong đạo Phật có do Đức Phật giảng dạy không ạ? Nó có liên quan gì đến việc tu thành đắc đạo hay không? Tại sao người ăn chay có người thì không ạ? Vấn đề ăn chay thì Đức Phật không giảng dạy. Đức Phật không không có cái giới luật quy định là bắt buộc phải ăn chay, hay là cấm ăn mặn, hay là cho phép ăn mặn, hay là không ăn chay ăn mặn gì cả. Thì thời Đức Phật thì với cái chuyện ăn đó thì Đức Phật dạy rằng với nếu như một cái người mà ăn thịt cá thì phải ăn tam tịnh nhục, nhưng là không thấy, không nghe, không nghi. Mình không thấy con vật nó bị giết, mình không nghe tiếng kêu của nó, mình không hoài nghi là người này giết con vật để đãi mình, thì mình sẽ được ăn những cái món thịt cá đó được gọi là tịnh nhục, và phải kiêng 10 cái món của những cái thịt của những cái loài thú dữ ở trong rừng để nó khỏi bị tấn công. Thì những cái thịt đấy là bị kiêng. Còn cái vấn đề ăn chay thì ngay thời Đức Phật này có Đề Bà Đạt Đa đến xin Đức Phật là cho chư tăng tuyệt đối ăn chay, thì Đức Phật không đồng ý, và Đức Phật nói rằng là ai muốn ăn chay thì ăn, ai muốn ăn thịt cá thì ăn. Và nếu như vị nào ăn chay mà cảm thấy cái sự tu nó phát triển, nó tiến bộ về chỉ quán, nó tiến bộ thì vị đó cứ ăn chay. Đức Phật cũng không cấm vị đó ăn chay, không bắt vị đó phải ăn mặn. Còn nếu như một cái vị nào thấy rằng là mình ăn chay nó không đủ sức khỏe, mình cần phải ăn thịt cá thì mới có sức để tu tập, thì Đức Phật cũng không 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 cấm vị đó ăn mặn, không bắt vị đó phải ăn chay. Nên là cái việc ăn uống là tùy duyên, không có cái pháp môn tu tập về ăn chay ăn mặn. Nhưng là Đức Phật có cái pháp môn tu là dạy quán thức ăn bất tịnh, ăn gì để quán bất tịnh mà thôi. Còn cái việc ăn đấy nó liên quan đến cái việc tu tập chứng đạo thì không liên quan, là một cái người ăn chay cũng có thể tu chứng đắc đạo quả giống như một người ăn mặn, hay một người ăn mặn cũng có thể tu chứng đắc đạo quả giống như một người ăn chay, chứ không có cái sự khác biệt gì ở đây. Miễn là mình ăn làm sao nó hợp với cái khẩu vị của mình. Mà trong cái việc ăn uống thì nó thường theo cái văn hóa vùng miền, văn hóa tục lệ của từng nơi. Có những cái người người ta sinh ra ở cái nơi đấy có cái văn hóa ăn chay đã có sẵn từ xưa rồi, thì cái vị đó khi đi xuất gia rồi vẫn ảnh hưởng cái văn hóa đấy, thì vị đó sẽ ăn chay. Là mặc dù là tu tập, là thực hành cái pháp của Đức Phật, còn cái văn hóa về ẩm thực, về ăn uống này thì không liên quan gì đến việc tu tập. Mình có thể ăn chay nhưng mình không được coi ăn chay là một pháp môn tu. Cái người nào mà nghĩ rằng là tôi ăn chay tôi mới là người tu chân chánh, người kia ăn mặn là người tu xấu, người bất tịnh, không được nghĩ như vậy. Thì ăn cái gì thì mình cũng phải quán nó là bất tịnh, ăn xong thì nó thành Phật. Và ăn chỉ là để nuôi thân, để lấy sức, để tu tập, chứ không phải cái ăn này nó tạo ra công đức, phước lành, hay là nó tạo ra đạo quả gì hết. Thế nên là ăn chay nó cũng thế, ăn mặn nó cũng thế. Và cái người ăn mặn thì nó sẽ có sự cần phải lưu tâm hơn. Tức là nếu mà một cái người đó ăn chay sẽ dễ ấy hơn, sẽ đỡ phải lưu tâm đến tam tịnh nhục. Đối với một người ăn ăn mặn không được ăn một cách quá tùy tiện, vì đó ăn phải có suy xét. Tức là khi mà vị đó ăn cái món đấy, vị đó phải xác định được món này là món thịt của con gì, và nếu như đó là thịt chó, thịt mèo, thịt trâu, thịt ngựa, thịt voi, thịt hổ, thịt cọp, báo ấy, rắn hay là thịt người ấy, là tuyệt đối là phải không được ăn. Cho nên là ăn mặn thì cần phải suy xét, phải biết được cái thịt này là thịt gì. Còn nếu như mình không biết được, hoặc là mình có sự hoài nghi ở đây là thịt rắn, đây là thịt trâu, đây là thịt chó, là không được ăn. Có những cái món thịt mà không được phép ăn thì không được ăn, và không được vướng, không được phạm vào tam tịnh nhục, thấy nghe nghi rồi là không được ăn. Vậy thì cái đấy là cái vấn đề ăn mặn, là sẽ phải có thêm một số cái quy định và một số cái ràng buộc như vậy. Còn ăn chay thì biết đó là những cái thực phẩm ở đấy nó toàn là vật thực thôi. Nó toàn là những cái cây cỏ thôi, thì mình không cần phải suy xét những cái điều đó nữa. Là động vật, thực vật, là thực vật thì mình dễ dàng hơn, đỡ phải suy xét hơn. Thì đấy là ăn ăn này là liên quan đến văn hóa,
người nào ăn chay là do người đó có ảnh hưởng bởi văn hóa của cái địa phương, của vùng miền của mình. Còn những người tu tập thì có thể ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được và không liên quan gì đến đạo quả giải thoát hết. Dạ, con thưa sư, một người tu tập đến mức độ nào thì có thể thấy được kiếp trước của mình và biết được kiếp sau của mình sẽ tái sinh về đâu ạ? Tu tập để mà thấy được kiếp trước của mình thì có hai cách để thấy được kiếp trước. Một là vị đó thực hành thiền định, và nếu mà phát triển ở cái định rất là thâm sâu và phải thực hành tứ thiền bát định, thực hành 14 pháp thuần thục, và vị đó làm chủ được tâm theo 14 cách để phát triển được túc mạng trí, thì sẽ thấy được kiếp trước của mình, cả những nét đại cương và chi tiết. Thì đấy là nương hoàn toàn vào thiền định cũng có thể thấy được kiếp trước, và phải thực hành thiền định rất là thâm sâu. Còn một cái pháp thứ hai là có thể nương vào thiền tuệ, là cái muốn thấy được kiếp trước thì vị đó phải phân tích ra được năm uẩn, tức là cái danh và sắc, phân tích được danh sắc bên trong bên ngoài rồi thì vị ấy nương vào cái phiền não luôn, vị đó khởi lên rồi đi ngược về quá khứ dần dần đến thời điểm tục sinh. Rồi sau đó thì tác ý hướng về cái nghiệp đã tạo ở trong đời quá khứ. Thì lúc đấy cái tâm mình nó sẽ thấy được những cái thời điểm cận tử ở kiếp trước đã tạo những cái nghiệp gì. Trong đó nó có một cái nghiệp luôn và phiền não luôn ở cái thời quá khứ đó. Mà mình sẽ thấy được cái hình ảnh, thấy được những cái nghiệp mà mình đã tạo trong đời quá khứ đấy. Thì cái đấy cũng là một cách mình thấy được những cái đời quá khứ mình đã ở cái cõi nào, ở đâu, mình đã làm những cái gì. Thì đấy cũng là một cái cách để thấy được cái đời quá khứ, nhưng không thấy được một cách chi tiết như là ở túc mạng trí. Túc mạng trí thì thấy chi tiết hơn, còn những cái này thì sẽ thấy được những cái đại cương, những cái nghiệp mà mình đã làm và nó đang sinh sôi, nó đang tranh nhau trổ quả ở cái thời điểm cận tử ở quá khứ đấy. Dạ, con thưa sư, các nhà ngoại cảm nói rằng họ tiếp xúc được với hầu hết những người đã chết, họ kể được chi tiết những chuyện đã xảy ra của người khi còn sống. Như vậy, hiện tượng đó có đúng hay không ạ? Và nên hiểu nó như thế nào theo quan điểm của Đạo Phật ạ? Nhà ngoại cảm thì nhà ngoại cảm giống như là những cái người lên lồng bóng và có thể tiếp xúc được với những người mất, giống như là gọi hồn hay là nói chuyện với những người mất, thì cái này nó cũng không không có đúng và không chính xác. Vì những người mất sẽ sinh về những cái cõi sống khác nhau, nhưng hầu hết những nhà ngoại cảm thì chỉ thấy người mất là một cái vong linh đó và kể lể được những cái đời, cái lúc còn sống của người đó. Và nếu mà theo cái quan điểm của những các nhà ngoại cảm thì ai chết cũng như ai hết, cũng có một cái linh hồn nó đang tồn tại ở đấy, vậy thì không có đi sinh về cái cõi này cõi kia. Điều đó không đúng, vì cái người chết rồi mà còn là sinh còn một cái vong hồn đấy thì rất là ít, đa số mọi người ta sẽ tái sinh về những cái cõi sống khác nhau. Ví dụ người ta sinh về cõi chư thiên rồi sẽ khác, có người sinh làm ngạ quỷ khác, có người sinh vào địa ngục rồi thì không gặp được, có người người ta sinh lại làm người hay làm súc sinh rồi thì đâu có thấy được nữa. Vì thế nên là cái trường hợp của những nhà ngoại cảm đấy có thể nói rằng đó là một cái vị phi nhân, người ta có những cái năng lực cũng khá là cao, và đấy là một cái người nào đó bị cái phi nhân đó người ta chế ngự, và người ta làm cho cái người đó tưởng tượng ra thấy cái hình này thấy hình kia, nói chuyện được với người này nói chuyện được với người kia. Và tất cả những cái điều đó nó chỉ là những cái sự ảo tưởng thôi, là những cái sự tưởng tượng của cái người đó do có những cái phi nhân đó người ta tác động, người ta làm cho vị đó thấy cảnh này cảnh khác. Vì có những cái phi nhân người ta có những cái năng lực cao, người ta thấy được hết cả những cái đời sống quá khứ của cái người đó. Ví dụ cái người mất đó quá khứ có những cái việc gì, có những cái bí mật gì, có đời sống riêng tư gì thì các vị phi nhân người ta biết chứ, người ta đâu có khó khăn gì đâu. Người ta có cái năng lực thần thông, thần lực cao, người ta thấy được hết, người ta nói ra được vài cái đúng. Thế là người nhà sẽ hoàn toàn tin tưởng theo. Thì đấy là cái quan điểm của những cái nhà ngoại cảm, vì thấy ai cũng như ai như vậy. Còn đối với cái quan điểm của Đạo Phật thì không 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 có cái chuyện đó, không có cái chuyện mà cái nhà ngoại cảm nào cũng thấy một cái người mất còn đang tồn tại ở đó, là không có.
như thời Đức Phật mà có rất nhiều ai chết rồi cũng đến, rất nhiều người sẽ đến hỏi Đức Phật là những người thân ấy của con sinh về đâu, sinh về đâu. Thế thì Đức Phật hay là Ngài Mục Kiền Liên là thường xuyên hay đi tiếp xúc với những người đã mất đó. Nếu như vị đó sinh về cõi thiên giới thì phải lên tận thiên giới mới gặp được những cái vị đó. Như Ngài Mục Kiền Liên thường xuyên phải lên tận thiên giới mới gặp được những cái vị đó, chứ đâu có phải gặp được những vị đó đã sinh thiên rồi đâu, có ở dưới cái gian này đâu. Còn một số người mà sinh làm ngã quỷ thì khi mà gặp mà tiếp xúc với họ thì họ rất là đau đớn khổ sở, họ cầu cứu van xin tha thiết vì người ta rất là khổ sở nếu sinh làm ngã quỷ. Thì những cái trường hợp đấy có thể Đức Phật cũng thấy, hoặc là Ngài Mục Kiền Liên cũng thường thấy và thường hay kể lại trong thế gian. Nên là có cái trong tiểu bộ kinh có cái phẩm Thiên Cung Sự Ngã Quỷ Sự, người nào mà học rõ về cái đấy mình sẽ thấy những người mất rồi có một số người có thể tiếp xúc được, nhưng mà họ sinh về đâu họ biết rõ ràng, chứ không có cái chuyện mà họ chết họ sinh về những cái cõi đấy họ không biết tôi đang ở đâu. Những người nào sinh về cõi thiên giới họ biết rõ ràng tôi ở cái cõi thiên giới này, cõi tứ thiên vương, đao nợ thiên, dạ ma thiên hay đâu suốt thiên, họ biết rõ ràng. Hoặc là có người sinh làm ngã quỷ, họ biết rõ ràng tôi đã sinh làm ngã quỷ, và họ cũng biết rõ ràng do cái nghiệp gì họ đã tạo nên họ sinh về cái cõi đó. Còn những cái người đọa xuống địa ngục rồi thì không gặp được nữa, không thể biết được. Sinh làm súc sinh hay sinh lại làm người rồi thì cũng không thể biết được nữa. Vậy thì những cái cách nói của các nhà ngoại đạo, ngoại cảm ấy giống như là những cái trường hợp nên đồng bóng ấy. Trong thế gian này hầu hết người ta bị mê muội, bị mê tín, bị tin tưởng theo những cái pháp đó của những cái người đồng tính, đồng bóng, và những cái người ngoại cảm thì cũng là một trường hợp đồng tính thôi. Cái từ ngoại cảm đến từ mới sử dụng bây giờ thì đó đều là những cái người đồng bóng, và người đấy người ta cũng xem bói, xem toán, xem quá khứ tương lai được, cho nên rất nhiều người có niềm tin. Nhưng mà những cái tư tưởng và những cái quan điểm đấy nó không phù hợp với pháp của Đức Phật, và đối với một cái người Phật tử thì phải tránh xa những cái tư tưởng đó, vì những cái tư tưởng đó nó hay làm mê hoặc lòng người, làm mất cái chánh tín đi, và sẽ hay có cái sự lầm tưởng, sẽ có cái sự hiểu sai vào những cái điều đó, nó cũng làm chướng ngại cho cái sự tu tập phát triển trí tuệ đi. Nên đấy là quan điểm mà theo giáo pháp Phật là thế. Dạ, con thưa sư, trong đạo Phật có vị cao tăng đắc đạo nào có thể thấy được một người mới chết đã tái sinh về đâu không ạ? Và vị đó sẽ thấy điều đó bằng cách nào ạ? Nếu mà để thấy một cái người chết tái sinh về đâu thì thời Đức Phật thì Đức Phật thấy được cái điều đó một cách rõ ràng, nhưng mà Đức Phật không có thời gian để làm tất cả những cái điều đó được. Sau này thì các vị A-na-hán, có những người có tam minh lục thông thì cũng có thể thấy được cái điều đó. Thì cái thời trong cái thời chánh pháp để mà thấy được điều đó thì rất nhiều vô số luôn. Mà đến cái thời hiện tại bây giờ để mà có một người mà thấy được cái điều đó thì rất là hiếm, rất ít người. Tức là chỉ những người nào mà có thiên nhãn trí thì có thể thấy. Nhưng mà thời bây giờ thì cái năng lực về thiên nhãn trí của những người bây giờ có giới hạn rất là thấp. Và để mà quan sát xem một cái người mất đó sinh về cái cõi nào đấy, nó không đảm bảo chắc chắn tuyệt đối như thời Đức Phật được, như thời chánh pháp được. Vì vậy nên là cái điều mà thấy được một cái người khác sinh về đâu là có ở trong pháp của Phật, thì rất nhiều người có thể thấy được điều đó, nhưng mà đó phải là những người có thiên nhãn thì mới thấy được. Còn đối với cái thời hiện tại bây giờ thì cái năng lực về tâm linh của con người đã yếu đi rất nhiều, cho nên là để bây giờ mình có người mất mà đến hỏi một cái vị nào đó thầy có thấy người thân con chết sinh về đâu không thì không đảm bảo, không chắc chắn. Cho nên là thời bây giờ thì chỉ biết là ai chết thì đi theo nghiệp của mình vậy thôi, chứ không dám đảm bảo chắc chắn là người nào có thể biết được rõ ràng chính xác được. Dạ, con thưa sư, một người tu hành đắc đạo thì vị đó có thần thông hay không ạ? Và một người có thần thông thì vị đó có phải là tu hành đắc đạo hay không ạ? Tu hành đắc đạo có vị có thần thông, có vị cũng không có thần thông. Một người có thần thông cũng chưa chắc đã phải là người tu đắc đạo ấy. Cái sự đắc đạo và đắc thần thông nó khác nhau. Một cái gọi là thần thông hiệp thế mà gọi pháp thần thông siêu thế khác. Thế một cái vị mà đắc đạo đầu tiên, vị đó sẽ có
như là vị đó có tam minh chẳng hạn, ví dụ một bậc A-la-hán thì có túc mạng minh, thiên nhẫn minh, nậu tận minh, thì có những vị thì có lục thông, thì có những cái vị có những cái năng lực thần thông đấy, có vị không, đấy là thời Đức Phật cũng có vị không. Còn những cái người mà có những thần thông thì cũng chưa chưa chắc đã phải là một cái người đã đắc đạo, nhưng mà có những người chỉ đắc thiền thôi là đã có thần thông rồi. Cái thần thông hiệp thế, năm cái pháp thần thông hiệp thế thì chỉ có những người có ba la mật mạnh về thiền định, người ta thực hành thiền định một cách cái thuần thục, làm chủ được tâm là người ta đã có thần thông rồi, và người đó chưa phải là người đắc đạo. Như Đề Bà Đạt Đa thời Đức Phật đó, tu có 7 ngày đã đắc cái 5 tháng trí năng lực thần thông rồi, có thể biến từ người này sang người khác rồi, biến ra rồng ra rắn rồi, đi dọa được vua A-xà thế rồi, nhưng về sau cái thần thông mới mất đi, bởi vì nó chết vẫn đọa địa ngục, nó không hề đắc đạo. Cái gì đấy là cái sự đắc thần thông, là cái chuyện rất là thường tình. Thời Đức Phật có một vị tỳ kheo có thần thông rất là mạnh, nhưng vị đó là phàm phu, vị đó hàng phục được cả một con rồng nữa. Trước mặt Đức Phật bắt cái con rồng đấy phải quy y Đức Phật. Nhưng mà đến ngày hôm sau dân làng đó, vì để mà báo ơn, báo đáp công ơn của vị đó đã hàng phục con rồng độc cho dân làng đem rượu ra chúc mừng. Thì vị đó uống rượu xong say khướt nằm nê na cả đó. Và lúc đấy Đức Phật đến mà vị đó cũng không biết là Đức Phật, vị đó vẫn nằm say khướt ra đấy, và còn bị khi mà say xỉn ra thì y áo không còn được chỉnh tề xô xốc, nên đã mất hết cái nhân cách của một cái con người bình thường. Thì chính vì cái lý do đấy, từ lúc đấy mà đi thì Đức Phật chế là cái giới cấm không được uống rượu. Và cái pháp thần thông Đức Phật cũng coi rất là bình thường, Đức Phật cũng chỉ cũng cấm không có thể hiện cái pháp thần thông, vì rất nhiều người phàm vẫn có thần thông, còn cái sự đắc đạo là mới chứng thành thánh quả. Nên có những người đắc đạo mà không có thần thông, có những người có thần thông mà chưa phải là người đắc đạo. Vậy cho nên là không nhìn vào cái người có thần thông mà cho là người đó là cái người đắc đạo, mà cũng không nhìn vào cái người không có thần thông mà cho là người đó là không đắc đạo. Đắc đạo khác, đắc thần thông khác. Đắc đạo thì mới đúng đạo, mới đúng là con đường, còn đắc thần thông nó chỉ là một cái pháp rất là tầm thường, nhỏ bé, không có gì cao cả hết. Dạ, con thưa sư, có một câu hỏi từ một hành giả. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con là phàm phu, vô minh chưa hiểu 6 căn khi tiếp xúc với sắc thọ tưởng hành thức, không phải đưa về não để phân tích, phát sinh ra tâm. Vậy cái gì biết được cảm xúc, hình bóng, suy nghĩ của tâm? Nó nằm ở đâu ạ? Mong thầy chỉ dạy cho con ạ. 6 căn nó tiếp xúc với 6 trần, sinh ra những cái tâm tư này kia, rồi là những cái suy nghĩ đó nó nằm ở đâu. Thì nó có 6 căn, và mỗi căn nó có một cái nhiệm vụ, có cái chức năng, có cái nhiệm vụ của nó. Nó có căn, có cảnh, có thức thì nó mới sinh ra, tức là có căn, có cảnh, có sự tiếp xúc, có sự tác ý và có những cái duyên hỗ trợ nữa, thì nó mới sinh ra các cái tâm thức khác nhau. Thì con mắt của mình thì nó chỉ có cái nhiệm vụ là nhìn vào cảnh sắc thôi, còn cái mà nó tiếp nhận cảnh sắc đó, suy xét cảnh sắc đó, và nó quyết đoán trên cái cảnh sắc đó, rồi nó mới khởi lên những cái tâm thiện hay tâm bất thiện. Có cái tác ý trên cái cảnh đó, nó khởi lên tâm thiện hay tâm bất thiện khác nhau. Thì tất cả những cái tâm đấy nó sinh lên từ cái nội ý môn, tức là cái nội nó ở trên cái nhãn tịnh sắc, nó chỉ khởi lên cái sát na là nhìn thấy cảnh thôi, còn tất cả những cái tâm về sau ấy, nó đều sinh lên từ cái ý môn. Ý môn của mình nó khởi lên cả trước khi nhìn, nó khởi lên cả trong khi nhìn, và nó khởi lên cả sau khi nhìn. Nó cũng vậy, cái ý môn của mình nó khởi lên trước khi nghe, trong khi nghe, sau khi nghe, và trước khi ngửi, nếm, chạm, xúc, trong khi và sau khi đó. Một cái cảnh gì nó đập vào mắt, nó cũng đập vào ý môn. Nó đập vào tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì nó cũng đập vào ý môn ngay tức thì. Thì tất cả những cái đấy sau này nó sinh lên đều từ ý môn. Ý môn thì nó sinh lên từ cái sắc ý vật, tức là từ cái sắc trái tim của mình mà nó sinh ra những cái đó. Thì cái, những cái suy nghĩ, những cái tâm tư đó nó sinh khởi lên thì nó cũng là do có căn. Căn, ví dụ như là ở ý căn nó suy tư những cảnh quá khứ tương lai đó. Thì nó cũng phải nương vào cái sắc vật chất, đó là sắc cái tim, sắc ý môn. Rồi nó cũng phải có cái cảnh. Cái cảnh là cái mà nó đã tưởng nhớ, nó đã nắm bắt đó. Thì đó là có cảnh, và nó cũng có cái sự tiếp xúc, nó cũng có cái sự tác ý, rồi nó sẽ khởi lên những cái suy luận, những cái tâm này tâm kia khác nhau.
Ví dụ như là cùng một cái cảnh đấy, cái lúc này mình nhìn thấy mình yêu, nhưng mà lúc sau mình nhìn thấy mình lại mình nghĩ lại mình lại ghét. Đấy là vì cái sự tác ý của lúc trước nó khác, tác ý của cái thời điểm sau đó nó khác. Như là ai cho mình một cái món quà gì đó, cái lúc mình nhận được ấy thì mình rất là hoan hỉ, nhưng mà khi mà mình về nhà rồi mình nghĩ lại, mà mình bảo những người này cho mình chắc có ý đồ gì đây, có cái mưu cầu gì đây, thế là tự nhiên mình lại khởi lên cái tâm bất an lo lắng. Thì đấy nó đều là do cái tác ý của mình, thì tất cả những cái tác ý đó nó đều sinh lên từ cái ý môn của mình đó. Thế thì nó làm như thế, tâm nó khởi lên nó không phải là nó trú ở đâu, nó không phải nó nằm ở đâu, mà nó khởi lên là do những cái nhân duyên nó đầy đủ. Đó là nó phải có căn như thế, nó phải có cảnh, nó phải có cái sự tiếp xúc giữa căn với cảnh, nó phải có cái sự tác ý như vậy. Tác ý đúng thì nó sinh ra những cái tâm cao thượng, tác ý sai thì nó sinh ra những cái tâm hạ liệt. Thì với cái sự giải thích về cái tâm thì nó chỉ chung chung thế thôi. Còn khi nào mình phân tích ra được bằng cái thiền tuệ cơ, thì mới hiểu một cách chi tiết rõ ràng được. Còn để mà hiểu về cái tâm nó rất là phải có một cái quá trình để mà tu tập rất là lâu dài thì mới có thể phân biệt rõ ràng chi tiết được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tâm Liên ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư, bạch sư, con có hai câu hỏi trong quá trình tu tập ạ. Mong sư giải đáp giúp con ạ. Hai hiện tượng này gồm: một, trong quá trình tu tập con thấy ngày càng ít nói, không thích giao tiếp và tiếp xúc mọi người, có khi vài ngày không nói gì. Hiện tượng số 2 là trong khi con ngồi thiền, ngồi khoảng 30 phút thì hơi thở trở nên nhẹ nhàng, đôi lúc cảm giác hơi thở như mất đi, không còn nữa. Khi để tâm tới sự mất đi đó thì hơi thở quay trở lại ạ. Vậy, xin sư cho con hỏi là các hiện tượng đó là như thế nào ạ? Đang đi theo đúng hay là sai đường ạ? Nếu sai thì con nên làm gì để quay lại đúng hướng ạ? Nếu mà tu tập nó có cái sự tiến bộ trong pháp ấy, nó có sự tiến bộ thì nó sẽ ít nói đi là đúng. Và nó sẽ ít cái sự tiếp xúc, ít cái sự năng xăng. Bởi vì có cái chánh niệm nó mạnh, và lúc ấy mình có cái sự hỉ nạc ở trong pháp thì cái đời sống nó hướng nội nhiều hơn. Thì khi mà hướng nội, tức là khi mà hướng về đời sống tu tập tâm linh, mình cảm nhận được cái sự an lạc chân thật ở bên trong mình, và không còn chạy theo đi tìm kiếm những cái niềm vui ở bên ngoài nữa. Thì vì cái lý do đó cho nên là mỗi ngày mình sẽ ít nói đi, ít tiếp xúc đi, và trong cái quá trình ít nói ít tiếp xúc đấy thì cái chánh niệm nó vẫn được duy trì và phát triển. Cái điều đó thì là đúng, không có gì sai và không có gì phải ái ngại về chuyện đó. Nhưng cái vị đó cũng không vì cái sự ít nói đấy mà mình phải sinh ra cái khó chịu nhé. Ví dụ như có ai đó mà có việc gì cần hỏi mình vẫn phải nói. Có những người thì sẽ tu một cách giống như là tịnh khẩu hoàn toàn. Vì đó thực hành cái pháp đó là không nói chuyện với ai. Thậm chí ai hỏi đến thì nó còn viết ra giấy để không nói. Chuyện, hoặc là có những vị nào đến hỏi vì nó giả vờ như câm như điếc, như không nghe không nói gì, thì cái điều đấy cũng cực đoan quá. Ví dụ tu tập thì có cái mà mình cần giữ chánh niệm, có cái mình cần phải độc cư và im lặng. Cái pháp im lặng là cái hỗ trợ tốt nhất cho thực hành thiền, nhưng đừng có trở nên cực đoan quá mức, đến giờ ai hỏi cũng không nói gì, người ta nên tưởng mình điếc. Còn cái sự khi chú tâm thì càng lúc hơi thở càng nhẹ, vậy là có cái định tốt, có cái định sâu, định tốt, nhưng đừng vì vậy mà chú tâm mạnh quá. Khi chú tâm mạnh quá nó bị căng thẳng lên, là cái tâm nó khởi lên quá mạnh và nó không bắt được vào hơi thở nữa, lúc ấy mình không thấy hơi thở đâu, là do chú tâm căng quá. Cần phải có được cái sự nhẹ nhàng tự nhiên, chú tâm ở cái mức trung bình vừa phải, không quá mạnh, thì lúc nào nó cũng nhận diện được hơi thở đều đặn. Khi thấy cái hơi thở nó có cái dấu hiệu là mất đi, là do mình đã căng quá rồi, thì cần phải giảm bớt đi một tí, giảm bớt cái chú chăm chú đi một tí, thản nhiên hơn một tí, thì nó sẽ không bị mất hơi thở đi. Thì cái đấy thì cần phải rút kinh nghiệm và cần phải điều chỉnh lại một chút xíu nữa là được. Thì cứ vậy tiếp tục mà thực hành. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tâm Pháp ạ. Dạ con kính bạch sư, bài kinh Thất Đắc Chi có thể chữa lành bệnh ngay lập tức cho Đức Phật và một số vị A-la-hán.
Vậy người thực hành thất giác chi có lợi ích với sức khỏe hay không ạ? Và tự thực hành thất giác chi như thế nào ạ? Con xin chia sẻ ạ. Thất giác chi là trạch pháp tinh tấn, niệm giác chi này, tức là mình phải có một cái pháp môn gì đó để tu tập, như niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, hay niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp ấy, niệm hơi thở, hay là niệm tử thi, niệm cái gì đó, niệm danh, niệm sắc. Tức là mình phải là một cái người thọ trì một cái pháp thiền nào đấy mới gọi là người đang thực hành thất giác chi. Nếu mà một cái người mà mình không thực hành pháp thiền nào thì mình không có phải là người thực hành thất giác chi. Thế là vậy thì cái người đấy trước tiên là mình phải thọ trì một một pháp môn tu tập về pháp thiền chỉ quán. Đấy là niệm giác chi, trạch pháp tinh tấn hỷ. Trạch pháp là trong cái lúc mình thực hành cái pháp thiền đấy có cái sự phân tích, có cái sự suy xét về cái pháp đó, là cần phải thực hành thế nào cho đúng, cho tội ích tốt đẹp, tức là cái tuệ và thấy cái pháp đó nó rõ ràng không mơ hồ, thì đấy là trạch pháp. Còn tinh tấn tức là mình cố gắng nỗ lực duy trì trên cái đề mục đó, để hỷ là mình hoan hỷ thích thú trên cái pháp đó. Đấy gọi là ba cái giác chi bên trên, nó làm cho cái tâm trở nên mạnh mẽ, trở nên phấn chấn, rõ ràng. Còn có ba cái giác chi ở cái phần bên dưới đó là tịnh, khinh, an, tức là có cái giác chi khinh, an, định, tĩnh và xả. Đấy là cái ba cái giác chi mà nó sẽ làm cho cái tâm trở nên nhu nhuyễn, nó dịu dàng, nặng. Khinh an là nhẹ nhàng, định là nhất tâm và xả là thản nhiên. Thì người nào mà biết cách quân bình những cái giác chi này thì thân tâm nó được an ổn, nó được an lạc. Còn người nào mà không biết cách quân bình những cái giác chi này thì nó sẽ rơi vào, có thể là do bệnh, do tâm của mình ấy. Tức là có những cái bệnh mà do tâm nó không được quân bình, nó tạo ra bệnh. Ví dụ như một cái người quá thiên nặng về trí tuệ, tuệ quá, mình suy tư quá, mình phân tích nhiều quá, mình để cho cái tuệ nó hoạt động nhiều quá, nên người đấy bị căng thẳng. Thì cái vị đó đã có cái tuệ mạnh rồi mà lại cộng thêm cái tinh tấn với cái hỉ nữa thì cái sự mệt mỏi nó kéo dài lâu ngày, nó trở nên cạn kiệt sức lực và nó sinh ra bệnh. Vậy thì đôi khi là cái người đó tuệ mạnh quá, hoặc tinh tấn mạnh quá, hoặc hỉ mạnh quá, ba cái đấy mạnh quá nó sinh ra bệnh. Ví dụ như là có những người vì mình làm những cái việc tốt thôi nhưng mà mình cũng làm quá nhiều, làm những cái việc tốt đấy nhưng mà mình không lượng sức, làm quá mức độ, làm quá sức, nó khiến cho kiệt sức. Hoặc là cái người đó có một cái niềm vui gì đó, vui quá nhiều thì nó cũng đau tim, mà làm quá nhiều thì mệt sức, mà suy nghĩ quá nhiều, phân tích quá nhiều thì mệt tâm. Thì nó cần phải được quân mình lại bằng cái sự kinh an, định tĩnh và xả ni, và hay là cái hành xả, hay là cái sự trung bình đó. Vậy thì khi mà được quân bình lại như vậy thì nó sẽ tiêu tan được những cái bệnh do mình bị thái quá về ba cái kia, về cái định, về cái tuệ thái quá, tinh tấn thái quá và hỷ thái quá. Thì những cái đấy nó chỉ chữa lại bằng cái cách là do mình quân bình lại thôi. Tuệ mạnh quá thì bây giờ mình cần phải lấy cái định để quân bình lại. Tinh tấn mạnh quá bây giờ mình dùng cái định tĩnh để quân bình lại, cái hỉ mạnh quá bây giờ mình có cái sự kinh an, tức là cả ba cái kinh an niệm, kinh an định và xả, nó làm dịu cái trạch pháp, làm dịu cái tinh tấn, giảm bớt đi, làm dịu cái hỉ đi, nó giảm bớt đi, và thế là nó sẽ bớt đi được một số bệnh do tâm mình nó bị thái quá nó sinh ra. Vì vậy nên là nhiều khi có những cái bệnh do cái sự nỗ lực của cố gắng quá nó tạo ra, thì mình biết cách quân bình như vậy thì mình thấy rất là khỏe, thân và cả tâm mình cũng thế. Nếu mà không bị thái quá về một cái gì thì nó sẽ có được cái sự quân bình là khỏe mạnh nhất. Còn nếu như mình mà thái quá một cái gì đó nó cũng sinh ra bệnh. Thì có những người mà khinh an, định, tĩnh và xả nhiều quá thì nó cũng sẽ sinh ra cái bệnh đó, là cái bệnh nó trở nên bị giải đãi trầm trọng, bị lười biếng và sợ hãi đối với những cái công việc khác. Đấy thì cái người đấy lại cần phải phát khởi lên cái tinh tấn, tuệ và hỷ, thì sẽ làm cho những cái sự giải đãi, cái thụ động đó nó tiêu tan. Còn cái sự mạnh mẽ quá thì mình cần phải kinh an, niệm, định, xả để giảm bớt đi.
Vì thời Đức Phật với các bậc A-la-hán thì đôi khi cũng có những cái bệnh do quá là mệt mỏi, căng thẳng về thân tâm. Thì khi mà ôn lại thất giác chi thì sẽ quân bình lại được một cái là bệnh tiêu tan. Thì cũng vậy, nếu bây giờ một cái người thực hành thất giác chi mà một cách thiện xảo, biết cách quân bình như vậy, không bị rơi vào thái quá, quá căng thẳng mệt mỏi hay là quá giải đãi thụ động, thì cái vị đấy sẽ giữ được cái sức khỏe cũng tốt, cái tâm lý tinh thần nó cũng tốt. Thì cái pháp đấy vừa phát triển về trí tuệ nhưng nó cũng vừa phát triển cả về cái sức khỏe, đảm bảo cho mình có được cái sức khỏe để thực hành lâu dài. Nên là thất giác chi được gọi là thất bồ đề, là cái con đường đi đến giác ngộ. Cái pháp đấy chủ yếu là tu tập để đi đến giác ngộ, nhưng cái sự vận dụng cái pháp đấy một cách phù hợp thì cũng sẽ đem lại cho cái người thực hành đấy có được cái sức khỏe rất là tốt. Thì có sức khỏe tốt thì mình mới tu tập lâu dài được. Nên là cái sự pháp tu tập là thế. Mà cái người mình đang thực hành những cái pháp đấy thì đừng lo là phải đi luyện sức khỏe, đừng lo là phải đi học võ công hay là khí công hay là thể dục thể thao, yoga hay là những cái pháp gì để tăng cường sức khỏe khác hết. Mà có thực hành thất giác chi này tốt là có sức khỏe tốt đủ để đi đến Niết Bàn được. Nên cứ yên tâm mà thực hành, đừng lo cho cái sức khỏe nhiều.